Thời điểm này, người dân trồng nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu bắt đầu bước vào vụ thu hoạch nhãn muộn. Huyện Khoái Châu hiện có hơn 1,3 nghìn hectare nhãn đang cho thu hoạch, trong đó khoảng 900 hectare là nhãn chín muộn, tập trung ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều, An Vĩ, với các giống chính gồm nhãn Miền Thiết, Siêu Ngọt, T2, T6. Theo đánh giá của hợp tác xã, năm nay thời tiết khắc nghiệt nên tỷ lệ nhãn ra hoa đậu quả đạt khoảng 40%, dự kiến sản lượng nhãn toàn huyện đạt khoảng từ 7 đến 8 nghìn tấn quả. Hiện các nhà vườn đang tiêu thụ nhãn với mức giá từ 40 đến 5 nghìn đồng 1 kg nhãn T6, riêng giống nhãn Miền Thiết thì giá thấp hơn. Về giống nhãn của huyện Khoái Châu khá phong phú, bao gồm hai nhóm giống chính. Nhóm giống nhãn chất lượng tốt gồm nhãn chín muộn Miền Thiết, nhãn T2, T6, T1, nhãn Siêu Ngọt và một số giống nhãn chín sớm khác chiếm khoảng 90% diện tích, được trồng ở những vùng thâm canh cao, vùng chuyển đổi.